Ngày 21 tháng 4, Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam xác nhận thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Đức Nam, 36 tuổi, ngụ thôn Phước Lộc, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, khuya ngày 18 tháng 4, trên đường điều khiển xe máy về phòng trọ sau chầu nhậu, Nam dừng xe đi vệ sinh trước cửa cơ sở giết mổ ở thôn Thọ Tân, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ. Thấy cơ sở còn sáng đèn, không có người và nghe tiếng gà kêu nên Nam nảy sinh ý định trộm cắp. Người đàn ông này vô tư khiêng khoảng 10 lồng gà ra bên ngoài rồi lần lượt chở đi cất giấu phía sau một quán cà phê ở gần đó. Để tránh bị phát hiện, Nam khiêng nhiều lớp ô tô cũ đè lên ngụy trang rồi về phòng trọ ngủ. Sáng hôm sau, chủ quán thức dậy phát hiện các lồng chứa gà vô chủ nên trình báo công an. Qua kiểm tra, công an phát hiện có tất cả 86 con gà, nặng 140 kg được nhốt trong 9 chiếc lồng. Người bị hại cho biết, ngoài số gà và tang vật trên, ông còn bị mất 2 chiếc lồng chứa 20 con gà mái khác. Trong khi đó, Nam khai do nhậu xỉn và nhiều quá nên không nhớ chính xác, chỉ biết mình trộm khoảng 10 lồng gà.